Hi, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của Quê Miền Tây nha. Thì là đó đầu tiên chị em muốn chúc cả nhà mình luôn luôn vui khỏe, bình an, thành công trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình ha. Thì hôm nay em được nghỉ ở nhà và say sinh tố uống chia sẻ cùng cả nhà và mời cả nhà thưởng thức cùng em ha. Sinh tố ở đây cái nguyên liệu này rất là đơn giản nhưng mà nó rất là bổ và tốt cho sức khỏe của chúng ta ha. Ở đây em có một quả bơ và quả chuối nè, thêm một ít sữa đặc, một ít đậu phộng và thêm một ít nước đá nữa ha. Nếu mà như các bạn thấy thích cái thức uống này thì hãy thực hiện cùng em nha, và hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo video sớm nhất của em nha. Em chân thành cảm ơn ạ. Rồi bây giờ em sẽ để tất cả những cái nguyên liệu vào xay một lần luôn. Cái đá này chúng ta sẽ đập hơi nhỏ nhỏ ra để xay cho nó dễ ha, chứ để không có xay được. Em thì chỉ xay bằng cách này thôi. Em cũng không biết xay bằng cách nào nữa, thì cứ để vào là xay hết luôn vậy đó. Chỉ biết uống và xay đơn giản như vậy thôi. Bơ và chuối và sữa nè, ở trong đây có thành phần dưỡng chất rất là tốt cho sức khỏe luôn và bổ nữa. Uống cái này á, một tuần 3 lần có thể là tăng cân luôn đó cả nhà, rất là tốt luôn nha. Nếu như chúng ta xay bơ không á thì uống sẽ không có ngon đâu. Xay mà có chuối với lại đậu phộng nữa thì rất là tuyệt vời luôn. Cả nhà thử chưa? Hãy thử cùng mình nha, xem cái kết quả như thế nào nha. Không thể tả được luôn, nó rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, em nói vòng xong một hồi là xay xong rồi đó cả nhà, thấy lẹ không? Rất là nhanh gọn lẹ và chúng ta đã có một cái thức uống rất là mát cho cơ thể và bổ dưỡng, và có thể là làm cho chị em phụ nữ chúng ta, ai mà gầy gầy giống như em nè, sẽ tăng cân lên luôn nha, rất là ngon luôn đó. Rồi bây giờ em đã xay xong và để ra một cái ly ha. Bây giờ em mời cả nhà thưởng thức cùng em nha. Cả nhà thấy có hấp dẫn không nè? Rất là ngon nha. Cái này á, nó khác cái màu bơ ha, tại vì có chuối á, nó hơi vàng một chút xíu nha cả nhà, nhưng mà rất là ngon luôn. Cả nhà thấy em hôm nay gầy không? Gầy quá chừng luôn á. Thay đổi công việc xong rồi em bị ốm đi mấy ký luôn. Bồi bổ cho mình bằng những cái ly sinh tố như thế này, mong là nó sẽ mau mập lại nha cả nhà. Em mời cả nhà uống cùng em nha. Thật sự nó rất là ngon luôn á. Nó thơm mùi bơ nè, chuối nè, và béo mùi sữa và đậu phộng, rất là thơm, rất là ngon luôn ha. Nếu như cả nhà chưa có thực hiện cái thức uống này thì hãy làm thử một lần, bảo đảm là các bạn sẽ nghiện ngay lần đầu tiên luôn á, rất là ngon. Trời, cả nhà biết không, em xay sinh tố mà nó đặc quá chừng luôn, em hút mà tới nổi mớp môi luôn. Nó mới lên nổi luôn á, nhưng mà thật sự là rất ngon luôn. Hôm nay em đã chia sẻ cùng cả nhà thức uống nha. Bây giờ cái video của em đã dài, em dừng tại đây nha. Nếu thấy thích kênh hãy cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ em có động lực làm nhiều video tiếp theo hay hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau nha. Bye bye.